Chú Du Bốn Miền xin được phép kính chào quý cô chú anh chị em thân mến. Hôm nay chú Du Bốn Miền sẽ đưa các cô chú đi về ngay cái cột mốc biên giới của ba nước, đó là Lào, Campuchia và Việt Nam. Thì trước mặt quý cô chú đang xem đó là con đường lên cột mốc biên giới của ba nước, hay còn gọi là một con gà gáy mà ba nước đều nghe hết, đó là cột mốc biên ngay ngã ba Đông Dương. Rồi chú Dũng mình sẽ dắt các cô chú lên tham quan và khám phá ngay cột mốc của ba nước này như thế nào nha. Rồi xin mời. Rồi đây là cái con đường đi lên ngay cột mốc biên giới. Đây là con đường đi lên cột mốc. Nói chung thì khi mà các bạn nào mà muốn tới đây tham quan đều phải tới đó khai báo bằng chứng minh thư hoặc là căn cứ công dân. Xong rồi chú ghi vào danh sách rồi mới được đi lên tham quan. Chứ không có được chạy tự nhiên do lên nha các bạn. Đường đi lên cột mốc rất đẹp luôn ha. Thời tiết bây giờ rất là lạnh. Thôi xe lạnh thôi chứ không có lạnh lắm. Rồi trước mặt của quý cô chú đang xem đó là con đường, đây là cái cầu thang đi lên cột mốc biên giới giữa Việt Nam, Campuchia và Lào. Thì chú Dũng mình sẽ chia sẻ sơ đôi nét về cái ngay cái chỗ cột mốc biên giới này nha. Hay được gọi là ngã ba Đông Dương, nằm tại địa phận của xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Đây chính là vị trí tiếp giáp giữa ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia, nên được gọi với cái tên đó, hay cũng được biết đến với một cái tên khác như là khu vực Tam Giác Vàng. Rồi, ngay tại ngã ba Đông Dương có một cột mốc được xây dựng từ năm 2007 tại một đỉnh núi cao khoảng chừng 1.086m so với mặt nước biển. Cột mốc hình trụ được làm từ chất liệu đá hoa cương bền chắc, mỗi mặt có khắc bức huy cùng tên của mỗi nước. Đây cũng là một điểm hấp dẫn của nhiều Phật thủ yêu thích khám phá nơi này. Ngoài ra, tại khu vực này không chỉ có một cột mốc mà còn có cả kinh tế cửa khẩu Bờ Y với nhiều phân khu chức năng như là khu dân cư, khu du lịch và các làng văn hóa, nơi mà mọi người có thể tham quan tìm hiểu khi đến với Kon Tum. Rồi chú Dũng mình sẽ dắt các cô chú đi lên tham quan cái cột mốc biên giới giữa ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia nha. Rồi khi mình đăng ký ở dưới cái đồn biên phòng ở dưới thì mình đăng ký bằng cái căn cước công dân, thì khi lên chạy lên đây khoảng chừng một cây số thì có một cái bãi đậu xe ở đây, mình sẽ đậu xe ở đây hết, xong rồi mình sẽ đi bộ lên. Rồi hôm nay thì trời cũng không có được có nắng nữa, trên trời thì toàn là mây đen, có nắng lên thì sẽ quay đẹp hơn. Rồi đây là cái con đường cầu thang đi lên cột mốc biên giới giữa ba nước. Nãy chú Du có chia sẻ ngay đầu video rồi. Thì bây giờ cứ men theo cái con đường cầu thang này đi lên cột mốc thôi. Rồi, đây là những bậc thang cuối cùng đi lên tới cột mốc. Muốn lên tới cột mốc thì quý vị phải chạy qua vài trăm mét leo từ dưới núi, dưới những cái bậc thang cuối cùng ở dưới và lên tới những bậc thang trên đây. Nè, cái cột mốc này nằm trên một cái đỉnh núi cao khoảng chừng 1.086m. Rồi, cuối cùng cũng đã đến rồi. Rồi, đây là cái cột mốc mà biên giới giữa ba nước. Đây là bên cái mặt này là cái mặt của bên Việt Nam nè, là cái hướng này nè, là có một cái bậc thang đi xuống, đó là hướng đi về Việt Nam nè. Có cái năm luôn là 2007 nè, nguyên cột mốc của ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Rồi đi qua mặt bên đây nè. Cái này là của Lào, này là bên mặt của Lào, cái quốc huy là của biểu tượng của nước Lào nè. Cái mặt này thì cũng cái hướng này là đi về tiếp giáp của bên Lào. Cái mặt này là giáp của Lào, cũng là năm 2007 luôn, cái năm chung của ba cái cột mốc này, ba cái mặt của cái cột mốc này và bên đây tiếp theo nữa. Rồi
Đây là cái mặt của bên quốc huy của nước Campuchia, à, cũng là tiếp giáp nguyên cái đường này. Nếu mà đây có cái cầu thang đi xuống là bên đi về địa phận của Campuchia. À, tí xíu mình sẽ dắt đi xuống từng cái cầu thang rồi mình sẽ quay về cái biên giới của cái nước đó luôn ha. Cũng cái năm 2007 là một cái năm để dựng cái cột mốc nè, ba cột mốc ba mặt của ba nước Lào, Campuchia và Việt Nam ha. Thì cột mốc đây thì chỉ có đơn giản thì cột mốc biên giới của ba nước thôi chứ không có gì hết ha. Sau tí xíu mình sẽ dắt mọi người đi xuống cái cầu thang, với xuống cái cầu thang đó mình sẽ đi đi ra đó, mình sẽ ngắm đi ra cái nước đó luôn. Rồi đây là cái mặt cột mốc biên giới, cái mặt của hướng về của Campuchia. Thì là đây là cái lối cầu thang đi xuống cái hướng của về Campuchia. Đây, mình sẽ đi về. Rồi, hôm nay chú Vũ Miền sẽ đi du lịch ba nước luôn. Nãy là đi Việt Nam rồi, bây giờ đi tiếp theo. Đi Campuchia. Đây là cái lối cầu thang đi xuống của mình, sẽ đứng đây mình sẽ thấy về cái hướng của đất nước Campuchia. Rồi mình đây là những cái cầu thang đi xuống của bên đất nước của Campuchia. Rồi đây mình thấy bên cái nhà bên góc bên kia kìa có một cái lá cờ của người Campuchia. Đây mình sẽ zoom tới rồi cho các bạn xem đó, lá cờ Campuchia giống như là một cái lãnh thổ để ngăn cách giữa hai nước ra để mình biết lãnh thổ đó là bên Campuchia. Không biết có đi xuống dưới đó được hay không nữa. Rồi thầy chú Dũng mình sẽ đi thử xuống coi xem, ở dưới nó có chó nữa, nó sủa. Rồi giờ đi vào xuống, mình không biết phải bên đây là cái ranh giới giữa hai nước chưa nữa, giữa Việt Nam với Campuchia chưa. Đây mình đi bộ một đoạn thử coi, cái nhà đó có cắm cờ của Campuchia, hy vọng là chó đừng có ra sổ, nó sổ quá cũng hơi sợ sợ. Chắc có lẽ là đây là một cái ranh giới giữa hai nước rồi, bên Campuchia và Việt Nam. Đây cũng có một cái ngôi nhà bò bị bỏ hoang nè. Biết có đi lên được hay không. À, hết đường rồi, chỗ đó là coi như hết đường rồi. Đây là lá cờ của Campuchia đây. Nhà này giống như là một cái ngôi nhà để canh gác thôi. Chó nó ra sủa quá rồi, thôi mình quay ngược lại về lại cái bên lãnh thổ của Việt Nam cho chắc ăn. Rồi chú Vũ mình sẽ dắt các cô chú và chị em đi tham quan và cũng như là đi du lịch khám phá thêm một nước nữa, đó là nước Lào. Tiếp tục đi qua bên nước Lào, đây là cái cầu thang đi xuống của nước Lào đây. Rồi đi xuống Lào. Không biết bên nước Lào nó có cái căn nhà canh gác không. Rồi đây là cái hướng về của đất nước Lào. Bây giờ chú Dũng mình sẽ tìm cái đường đi xuống. Đây, có chỉ có cái đường này thôi à. Đây là không biết có trơn không, đây đi thử coi. Rồi đi vẫn đi xuống được. Cái này mà nhà chị mưa là đi rất là trơn trượt, sình đất đỏ nữa, đất đỏ này kia.
Rồi, đã đi về cái hướng của Lào. Ồ, đây cây cối nhiều quá ha. Đằng kia có một cái chòi xanh xanh mà không biết có ai canh gác ở đó không. Đây là cũng là một cái ranh giới của nước Lào và Việt Nam. Đây là Lào đây. Sao một cái cây cây cỏ sao đây, sao một cái đám cây này là nó là nước Lào. Bây giờ đi xuống dưới hơi xa, xuống dưới xa quá. Đây là đi bộ này cũng hơi xa nè, thôi đứng đây quay được rồi, biết bên đây là bên ranh giới của nước Lào và Việt Nam. Việt Nam thì mình không cần phải nói nữa, tại vì mình là người Việt Nam mà đi lên bên cái cột mốc ba nước thì Việt Nam mà không cần quay nữa, quay chỉ hai cái biên giới hai bên thôi, Lào và Campuchia. Đây có cái chòi không biết có người ngủ trong đó không, có cái vọng nữa mình sẽ thấy rõ đây nè. Rồi đứng chỗ này nè, rồi mình sẽ thấy về phía nước Lào. Rồi, bên đó là địa phận của nước Lào. Đây là có mấy chú chó này canh gác lãnh thổ ha. Mình vừa tới cái mức lãnh thổ là mấy chú chó nó sẽ cản mình lại. Đó, mấy chú chó này cũng được huấn luyện ha, ranh giới chỗ nào là đứng chỗ đó ha, không có qua. Lại mình mới bước qua đó thôi là mấy chú đó sẽ bay ra sủa quá trời luôn. Xong mình trở về lãnh thổ Việt Nam thì mấy chú chó đi vào ngược trở lại. Huấn luyện rất là chuyên nghiệp. Chó giữ lãnh thổ. Rồi chú Du bốn miền cũng đã vào đây tham quan cái cột mốc ba nước, đó là Việt Nam, Lào, Campuchia. Bây giờ chú Dũng miền cũng đã dắt các cô chú đi tham quan và cũng đi du lịch của cũng ba nước rồi. Tiếp tục cái hành trình đi về một cái điểm tham quan tiếp theo ngay ngay chỗ mà Bờ Y, đó là cửa khẩu Bờ Y ha. Rồi chú Dũng miền đi vào cửa khẩu Bờ Y luôn. Còn không biết người ta có cho quà không? Mình đi vô nhà Thủy Dương vậy á, mua đồ đúng không anh? Thủy Dương, Thủy Dương. Vô mua đồ, mua ít đồ. Rồi. Hãy xin chú gác cửa khẩu đi vào đó mình mua chút đồ trong cái siêu thị mini Thủy Dương. Ở trước mặt quý cô chú đang xem đó là cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Đâu ta? Thủy Dương. Ở đây có kho hàng miễn thuế nè. Đây, Thủy Dương nè. Đây, cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Bây giờ đâu có đi qua Lào được, phải có bắt bô qua đó. Rồi, mình vô Thủy Dương đây. Wow, bán cũng đồ nhiều quá nè. Rồi, bia nè. Này bia của Lào hả ta? Bia Lào, bia Thái ta? Đây nè. Heineken. Này tiếng Lào, tiếng Thái cũng không biết luôn. 15.000 lon. Rượu nè. Heineken dưới nè. À đây nè. Bia Lào nè. Đây, này mới gọi là bia Lào nè. 15.000 một lon và một thùng thì 330. Đây có những cái nước soda hạt é nè. Sữa tặc nè. Đầy đủ hơn. Bánh nữa nè. Mất trời luôn. Chỉ bánh. Sensu đây.
25.000 một tiết 100 gram. Kem trắng răng Thái Lan 60.000 một tiết. Cái này là năm lốc mua 5 tặng 1. Phân giá. Sữa rửa mặt nè. Xà phòng. Chai này có xin siêu 70.000 à, xin tay có 25.000. Mua thêm cái tiếp UV đi, UV 50 đó. Đó. 50 nè. Còn gì nữa không? Kem chỉ nám nè. Có nước giặt nước xả luôn nè. Ôi, nước giặt nước xả. Hay là mấy cái nồi cơm điện nè. Ôi, cái nồi đẹp ngon nè. Cái nồi sáp 1.9 nè. Của Thái luôn à, đúng hàng Thái luôn. 1.9. Cổ qua rừng. Đây là máy sấy tóc nè. Toshiba 150. Giày dép cắt lỗi luôn. Đây là mùng nè, vọng nè. Thậm chí có bán nhang luôn nè. Cái này là hàng của Lào, Thái cũng có nữa. Kem đánh răng nè. Mấy này là tinh dầu thơm nè. Dầu cẩu râu nè. Sạc. Đây là máy nghe nhạc, dầu cao râu. Oh, có cái này nữa nè. Oh. Tai nghe không dây nè. Có 280.000 nè. Cái cáp sạc. Cáp sạc đây cũng rẻ ha. Cái này nhiêu đây? 100.000 không sợi. Cái này nữa. Oh. Tai nghe không dây. 308 Gusu. Muốn sạc giữ phòng nữa nè. Đây là sạc giữ phòng luôn. Túi xách các loại. Quần áo nữa. Wow, nhiều lắm, đầy đủ.